Chủ đề hay điều trị hiệu quả các chứng bệnh sẽ được cập nhật hàng tuần trong chương trình Bác sĩ ơi tại sao. Trời ơi, tôi đi tiểu đêm. Không phải chỉ đêm không thua mà ngày luôn. Em đi cái này là ảnh bệnh thôi. Bệnh? Bệnh, cho nên mình phải tìm cách chữa trị. Chúng ta sẽ được lắng nghe các bác sĩ là chuyên gia hàng đầu chia sẻ cách phòng ngừa và điều trị bệnh. Với cái mục tiêu là gì? Nó làm cho thư giãn cái cổ bằng quang, độ giãn nở của bằng quang tăng lên để giảm số lần đi tiểu đêm. Hãy đón xem chương trình Bác sĩ ơi tại sao phát sóng lúc 16 giờ 10 phút thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV7.